Rồi, hello, chào các bạn ha. Bây giờ này là khoảng 11 giờ rồi, chúng ta đang có mặt tại ngay cây cầu Sóc Tro. Cây cầu này được coi là ranh giới giữa hai cái huyện của tỉnh Vĩnh Long. Bên này là huyện Tam Bình. Cách khoảng 13 cây là về ngay trung tâm thị trấn huyện Tam Bình, thị trấn Tam Bình. Video trước sáng là chúng ta đã đi tham quan khám phá thị trấn Tam Bình rồi ha. Cách cây cầu này là khoảng 13 cây. Và cây cầu này ranh giới giữa hai cái huyện. Chúng ta sẽ đi qua tham quan và khám phá cái huyện tiếp theo, đó là huyện Trà Ôn các bạn. Tỉnh Vĩnh Long có một thành phố Vĩnh Long và một thị xã Bình Minh và 6 huyện. Thì sáng nay chúng ta sẽ đi tham quan khám phá hai huyện. Đường này cũng là đường tỉnh DT904 đó. Ở phía bên này có chợ ha. Khi xưa khu này chợ trên bến dưới thuyền ha các bạn. Cảnh cái bãi đổ này nè, chứa nông sản, thuyền ghe đưa vô. Đây có mấy cây bàn quá trời bự. Miếu, đây là ấp An Thới ha, xã Ngãi Tứ, xã Ngãi Tứ. Đây là vựa trái cây nè, bên kia dừa quá trời kìa. Khu vực này lúc trước là có chợ ha, chợ của xã hay gì đó, đường An Thới luôn. Còn chúng ta đi đây là liên khu 5-6. Không phải liên khu 5-6, cái bảng đó là lấy từ Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về, trời bó tay luôn. Cái tiệm đó rời Sài Gòn về Trà Ôn, thị trấn Trà Ôn của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đó, qua cái cầu này là địa phận của huyện Trà Ôn, thị trấn Trà Ôn. Thì huyện Trà Ôn này có một thị trấn Trà Ôn và 12 xã các bạn. Huyện Tam Bình đến 15 xã là một thị trấn, 15 xã, còn đây có 12 xã. Thị trấn Trà Ôn nằm bên dòng sông Hậu. Đây, đi thẳng bến phà cũ, quẹo phải là đi về cây cầu Cần Thơ 14 cây, quẹo trái là vô trung tâm của thị trấn Trà Ôn. Đây ngã tư, quốc lộ này là quốc lộ 54 các bạn. Đây chúng ta thẳng qua khu vực, quẹo phải đó ra cây cầu Cần Thơ, hướng này là chạy xuống dòng sông Hậu các bạn. Ở dưới khu này có cái khu chợ đầu mối nông sản rất là lớn khi xưa đây nè, bây giờ không biết còn. Đây cảnh những cái dừa thu mua trái cây đây nè, vẫn còn mà ít. À, tuốt ở trong này nè, cái chợ nằm tuốt ở trong này, chợ nông sản. Đây, bên phải là xe tải, đây chợ đầu mối, chợ đầu mối nông sản lớn nhất tại khu vực huyện Trà Ôn. Quá trời, bỏ mối nông sản ha, rất nhiều các nhà dựa trên bến dưới thuyền. Trước mặt chúng ta đó là những nhánh dòng sông Hậu. Đây thì thẳng qua bên kia là đi Hậu Giang, đi về Vị Thanh Hậu Giang, bên phải là đi về thành phố Cần Thơ. Khu vực chợ đầu mối chạy nhanh gọn lẹ các bạn. Khu vực chợ đầu mối là chỗ kinh doanh mua bán
với anh chị, họ rất ngại cái việc quay phim ở đây thì không biết sao mà nguyên tắc là vậy. Còn chứ ở trên ba cái chợ nông sản lớn nhất ở Sài Gòn đó là chợ Hóc Môn, chợ Thủ Đức và chợ Bình Điền, mình đã quay ba chợ đó các bạn coi rồi. Mấy con chợ đó chỉ có quay sơ sơ thôi. Đây quốc lộ 54 về trái đây đi 14 cây nữa mới về cái cầu Cần Thơ để đi qua thành phố Cần Thơ. Sau khi khám phá thị trấn Trà Ôn của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chúng ta sẽ về thành phố Cần Thơ ở lại cầu Trà Ôn nằm trên quốc lộ 51. Cạnh những chiếc xà lan chở container. Những mặt hàng không phải là đông lạnh hoặc là không có cần thời gian đó thì đi tuyến đường sông nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhược điểm của nó là đi lâu thôi. Rồi. Huyện Trà Ôn, dưới chân cầu Trà Ôn đang cho cải tạo lại đường bờ kè ha. Qua khỏi cầu chúng ta vô trung tâm thị trấn Trà Ôn ở đây. Cà phê hỏi xoài tắc chanh rồi phải là vô trung tâm của thị trấn Trà Ôn, đi thẳng là về Vĩnh Xuân. Sau lưng sau quốc lộ 51 mà chúng ta về đến cái thị xã Bình Minh đó. Xã Bình Minh là nằm dưới khu vực cái cầu Cần Thơ. Bên trái là bến xe Trà Ôn nha các bạn. Khu vực bến xe Trà Ôn. Ta quẹo vô đường này là đường Trần Quang Diệu để vô trung tâm của thị trấn. Đây đất thánh họ đạo Trà Ôn các bạn. À, khu vực này là khu vực đất thánh năm xưa đó. Đường Đốc Phủ Yên. Cái xưa nó là đường Đốc Phủ Yên à. Bây giờ đổi tên đường à. Cảnh mua bán hai bên đường, dưa Long An 7.000 một ký, ba cái áo có 100.000. Dạ,
khu phố 6 ha. Thì thị trấn Trà Ôn này có tổng cộng là 6 khu, gọi là khu các bạn. Bên này là trường, nhà thờ Trà Ôn các bạn, giáo phận Vĩnh Long, Hạt, Mai Phốp, nhóm trẻ mầm non Sao Sáng ha. Này bên đạo Công giáo ha. Đây bên trái là nhà thờ Trà Ôn các bạn. Ôi, nhà thờ Trà Ôn đóng cửa rồi, xây dựng năm 1925 đó các bạn. Này cũng còn một số nhà cũ kỹ rất là nhiều đây. Nhà khá giả. Tiệm thật quá lớn ghê không? Đường Trần Quang Diệu giao nhau, đường này là đường Trân Nhị. Khi xưa nó là đường Đốc Phủ Yên. Bên phải này là vô trung tâm y tế của huyện, khá là xa. Gia Long, vô đến đây là đường Gia Long, bên này là Quan Thánh Miếu các bạn. Quan Thánh Miếu ha, vô khu vực này, vô chợ là ngay khu vực của người Hoa rồi. Bên này là đài truyền thanh năm xưa. Bên đây là điểm giữ xe vô chợ ha. Chúng ta đến khu vực chợ. Bên trái ngân hàng Agribank, khi xưa là ngân hàng nông nghiệp. Đây những căn nhà xưa cũ năm xưa nè. Kế bên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn ha. Ồ, khi xưa đoạn này là đường Gia Long các bạn. Bên này là ban quản lý chợ Trà Ôn ha. Ồ, khi xưa con đường này là đường Gia Long, Đốc Phủ Yên, hai con đường. À, bây giờ cũng là đường Gia Long nè. Bên đó là đường Phan Thanh Giản các bạn. Ồ, bên này là quẹo vô khu chợ ha. Dạ, ở ngoài trước đi. Bên trái này là chùa Ông Bổn. Khu vực chợ Trà Ôn, ngay chỗ trung tâm thị trấn Trà Ôn này, rất nhiều đình thần miếu với lại nhà cổ, quá là nhiều luôn. Ngân hàng Vietinbank, cơ sở răng hàm mật. Đây là điện máy Thanh Xuân 3 nè. Những nhà doanh nghiệp tư nhân tại địa phương. À, tiệm vàng là khu vực người Hoa nó rất là nhiều luôn rồi. Gần chợ nè. Này là ban quản lý dự án đầu tư thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn. À, đây có khách sạn ha. Khách sạn Chiêu Hùng. Ta đi trên đường Gia Long. Đây căn nhà hồi xưa nè. Thuận Ký các bạn. Ồ, ngay trung tâm chợ này nhà của người Hoa rất là nhiều luôn. Đây doanh nghiệp Hoàng Mỹ nè. Đây Nam Hưng nè. Ngôi chợ như nằm ở bên trong, đúng rồi, nhà lồng nằm trong. Ta đi khúc ngoài nè.
Nhà của người Hoa, nhà cũ năm xưa quá quá nhiều luôn. Đó, nhà đã rửa không đó. Thập niên 50, 60 nè. Viễn Thành nè. Bây giờ làm cái chỗ điện tử luôn rồi. Có những cái bảng hiệu khi xưa đó. Gắn thẳng lên trên nhà luôn. Đây nè, hàng loạt luôn nè, Vũ Long nè, Hiệp Thành nè, Mai Phương nè, rồi cái gì Chí Thành nè, Y Học Cổ Truyền nè, Vạn Xuân Đường, Phước Nguyên nè, Nam Thuận Thành nè. Đây nhà cửa xanh là nhà đặc trưng của người Hoa. Vô đúng ngay khu vực nhà của người Hoa rất là nhiều luôn. Ban chỉ huy công trình, đây có cái công trình bến phà ha các bạn. Đây có bến phà Trà Ôn Cái Côn. Trà Ôn Cái Côn. Đây Nguyên Phong nè. Gia Long, khu phố 1. Có tổng cộng là 6 khu. Thị trấn Trà Ôn có tổng cộng 6 khu. Bức tường bị đập ha, đường này mới mở rộng ra nè. Vũ Sương nè, Phục Hưng nè, Phong Phát nè. Đối diện qua có một cái công viên nè. Hoành lại khu chợ các bạn. Bên này là chánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trà Ôn ha. Ôi, cái căn biệt thự năm xưa thời Pháp để lại. Ngọc Thành, Tân Tân. Đại Thành. Đê bờ bao, bơi bờ bao sông Mang Thích. Đây chúng ta quẹo vô khu chợ các bạn. Đây hàng loạt những căn nhà năm xưa còn giữ lại nè. Vô chợ Trà Ôn. Đây ha. Cái dòng sông Mang Thích nè, này đổ về huyện sáng chúng ta đi ngang đó là huyện Tam Bình với lại về huyện Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long ha. Ngã ba sông Mang Thích đó là dòng sông Hậu các bạn. Hướng này là đổ về cái cầu Cần Thơ đi về thành phố Cần Thơ nằm ở bên đó ha các bạn. Còn phía bên này là Vàm Cái Côn đi về Vị Thanh, đi về Hậu Giang đó. Đây nhà lòng chợ ha. Phía sau chợ thịt cá rau củ quả đầy đủ luôn. Ồ, chia làm hai nhà lòng khá là lớn ha các. Tấm bảng của chợ xó luôn rồi. Phía bên này
rất nhiều những tiệm vàng. Ồ, những con vịt, những con gà con nhìn cưng quá trời cưng luôn. Lâu lắm rồi mới bắt gặp cảnh những con gà, những con vịt nè. Nhất là những cái con vịt nè, lâu lắm rồi mới bắt gặp những con vịt. Đây mặt tiền của chợ ha. Chợ Trà Ôm. Đây hoành ra ngay chỗ cái chùa Ông Bổn. Đường Gia Long đi thẳng qua đường rồi này luôn, Phan Thanh Giảng. Còn giữ lại tên của những vị quan chức tướng triều đình năm xưa. Tiếp tục đi đến đây là cái gì đây? Cơm chay Hỷ Lạc ha. Bên này là cái gì đây? Cái sân vận động đó à, cung văn hóa ha. Sân vận động của thị trấn Trà Ôm, huyện Trà Ôm. Ồ, đâu đó cũng có cái chỗ bự hoành tráng quá ta. Đây có cái hét Honda nè, trên đường Phan Thanh Giảng ha. Nó hoành về lại khu vực trung tâm đó. Lòng vòng trong cái khu này bắt gặp rất nhiều nhà cổ. Ồ, ngay đây gặp cái ngã tư ngã năm đường Quang Trung với lại thống chế điêu, đường thống chế điều bác, ngã năm hay ngã năm luôn. Ồ, nhà đại gia, đại gia thị trấn Trà Ôm. Ồ, quán xe gắn máy à, cửa hàng xe gắn máy nè, ở trong cái khu hẻm hóc vậy, trung tâm của thị trấn. Đây có tên đường nè, đường Lê Văn Việt ha. Ra khu chợ lại đó. Đây quẹo nè. Đó, khi xưa những căn nhà nè. Bây giờ làm thành nhà của cơ quan chính quyền, những căn nhà khi xưa nè. Khu vực của người Hoa à, hoành lại ra ngay con đường này. Phong Phát Phục Hưng nè, Phước Trung Lợi Phát, những cái bảng hiệu năm xưa nè, Trường Thành nè. Ồ, căn nhà nó bề thế gì đâu luôn. Giống nhà của Dinh Tỉnh Trưởng bự cỡ đó, đường Lê Lợi ha. Ồ, đi thị trấn Trà Ôm mới phát hiện ra những căn nhà cổ, bến phà thị trấn Trà Ôm, Lục Sĩ Thành ha các bạn, những bến phà ký ức của rất nhiều người miền Tây. À, ra đây cái công viên Trà Ôm,
quá trời lớn, bên dòng sông Hậu. Cháu học sinh đi học ra đây ngồi ngay bờ kè. Ồ, xây dựng bờ kè là làm công viên khá là đẹp ha. Cây xanh được cắt tỉa rất là gọn gàng. Có đèn là chưa có được lắp đặt đèn gọi là đèn LED nữa. Công viên Trà Ôm đây nè, có cái bảng hiệu luôn. Qua bên kia Lục Sĩ Thành. Này, chúng ta đi trên đường Lê Lợi, khu phố 3, thị trấn Trà Ôn. Quành lại, ở đây có cái đình thần nữa các bạn. Đình thần làng Thiện Mỹ ha, hồi khi xưa là ngôi làng ha. Đây có trạm xăng dầu Petro chính hãng ha. Mở cửa lũi vô luôn. Đình thần làng ha, làng Thiện Mỹ, thị trấn Trà Ôn năm xưa. Liên hệ ban quản lý đình, họ tên, số điện thoại. Khu vực đình làng năm xưa. Công trình kiến trúc khi xưa. Những cột gỗ nè, khung gỗ mái ngói ha, khung gỗ vẫn còn nha các bạn, gỗ quý chắc ghê không, bào mối mọt luôn, mối mọt cắn vô là rớt răng luôn. Đi vô cổng đình làng năm xưa, hai bên có hai cái bàn thờ. Wow, khu vực Trà Ôn coi vậy chứ có những cái di tích cũ năm xưa để lại quá hay, cảnh quá trời đẹp luôn. Ngôi đình làng năm xưa ha. Thank you.
ngay đây có cái trường mầm non Ánh Dương, khu phố 3 đường Đồ Chiểu đó, thị trấn Trà Ôn. Cái trường mầm non không mà nó bự. Trường rất là lớn á. Ngay trung tâm thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, một trong 6 huyện của tỉnh Vĩnh Long. Hồi sáng nay cũng đi ghé hai cái huyện. Nãy đường đó khống chế bắt điều bác gì đó. Trời ơi, cái trường mầm non này nó hai cổng vô, cổng nào cũng đó bự cho bá luôn. Đây là mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn, kế bên ngân hàng á. Bác gặp được hai ba cái ngân hàng rồi. Ôi đại ca, chuyên mua bán xe cũ. Đường thống chế điều bác. Khách sạn hotel. Bên phải này trạm xăng dầu với lại cái thánh thất bên đạo cao đài ha. Quẹo trái ra ra quốc lộ 54 lại. Đây chúng ta bắt gặp một ngôi trường tiếp theo. Trường này trường cấp 2 rồi, trung học cơ sở chính xác luôn, trường trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn. Các cháu học sinh đang trong giờ học, giờ ra chơi rồi, giờ này 11 giờ mấy rồi. Bên này có bách hóa xanh nè. Ta quẹo trái vô đường 30 tháng 4. Đường trung tâm của thị trấn mới mẻ đẹp đẽ. Có trường trung học cơ sở thị trấn Trà Ôn, trường cấp 2 nằm ngay lòng trung tâm của thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, trên đường 30 tháng 4, đường 30 tháng 4 được coi là đường rộng và bự nhất đây. Đường này mới khai thác sau này à. Buổi tối lên đèn, đèn led nè. Bên trái có ngân hàng Vietcombank nè. Viettelbot luôn. Đó, bên này quỹ đất trống nhà hàng Đăng Khoa ha. Chỗ làm tiệc cưới rồi nọ, quá trời ngon rồi. Trên đường 30 tháng 4 rồi phát hiện ra con đường quá trời lớn, quá trời bự luôn. Cảnh ao hồ, ruộng vườn tược vẫn còn mênh mông bát ngát luôn. Bên này là trung tâm hành chính của huyện Trà Ôn. Rồi tất cả ra đường 30 tháng 4 này, chính xác là nguyên cái con đường này mới làm sau này. Chúng ta bắt gặp cái quảng trường công viên. Khu 5. Đối diện là huyện ủy luôn. Đối diện công viên là huyện ủy. Công viên quá trời đã luôn. Wow, đường 30 tháng 4 khá là đẹp. Ngân hàng Sacombank kinh doanh mua bán dồn hết dây con đường này. Khu vực chợ Tàn Người Hoa kinh doanh mua bán mì cây da mi gì đó, đi đâu cũng bắt gặp cái mì cây làm chùm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn. Bắt gặp một cái bùng binh lớn 30 tháng 4.
quẹo trái ra lại đường quốc lộ 54. Thế giới di động. Shop giá băng, có karaoke, cơm phở, bán hàng quán dưới cái gốc cây, cây si quá trời đã luôn, diễm spa nail nè, mấy em được học ở xì phố về tỉnh nhà, về huyện nhà, về xã nhà, về hẻm nhà, hẻm lị luôn rồi. Giờ là mình đi từ tỉnh lỵ, huyện lỵ, xã lỵ, xong giờ đến hẻm lỵ luôn rồi. À, ra đến ngay chỗ ngã ba nãy đây, cái bến xe đó ha, quẹo trái là vô trung tâm. Đây ha các bạn, bến xe Trà Ôn có bách hóa xanh, chạy thẳng là cây cầu Trà Ôn đó. Nãy chúng ta quẹo phải vô đường gọi Trần Quang Diệu ha. Ngay khu này gọi là ngã tư đất thánh các bạn. Khi xưa chắc đây có nghĩa địa ở trong này nè. Rồi, trưa nay mình cũng tranh thủ ghé ngang cái thị trấn Trà Ôn của huyện Trà Ôn, một trong 6 huyện của tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta sẽ về thành phố Cần Thơ. Rồi, có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video này giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.